Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Thực hư chiếc điện thoại di động 800 năm tuổi, bằng chứng về du hành thời gian hay là người ngoài hành tinh? Mới đây, một đoạn video kỳ lạ đã xuất hiện. Trong đó có tuyên bố rằng các nhà khảo cổ học đã tìm ra một cổ vật rất đặc biệt tại Áo. Đó là một tấm đất sét trông như chiếc điện thoại Nokia thời kỳ đầu. Và kỳ lạ ở chỗ, cổ vật này có niên đại lên tới 800 năm. Cụ thể hơn, chiếc điện thoại này xuất hiện từ thế kỷ thứ 13 với các bàn phím mang ký tự chữ viết hình nêm của người Sumer, một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất đã xuất hiện trước đó vài nghìn năm, khoảng năm 3500 tới năm 3000 trước công nguyên. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, vào thời điểm 800 năm về trước, điện thoại di động không thể tồn tại được. Chính vì thế, tuyên bố này đã gây bão cho toàn bộ các diễn đàn về thuyết âm mưu trên toàn thế giới. Tất cả đều đặt ra những câu hỏi dạng như: đây là thứ gì? Phải chăng là bằng chứng của một nền văn minh cao cấp ngoài trái đất hay việc du hành thời gian là có thực? Tuy nhiên, cũng bởi cổ vật này ảo quá nên cũng không ít người nghi ngờ vào tính chân thực của nó. Trong số đó, có không ít diễn đàn chuyên về thuyết âm mưu cũng phải đặt ra câu hỏi. Đầu tiên là về hệ thống chữ viết. Các chữ viết trên chiếc điện thoại này là chữ viết hình nêm. Hệ thống chữ này ngày nay vẫn được tìm thấy tại Iran hoặc là Iraq, khu vực lưỡng hà cổ đại. Chính vì thế, việc tìm thấy cổ vật tại Áo, một nơi chẳng liên quan, là điều hiện không ai có thể giải thích được. Tiếp theo là việc không có thông tin về địa điểm khai quật chính xác. Các báo cáo đều ghi nhận rằng cổ vật được tìm thấy tại Fort Amsi, Shashbu Áo. Nhưng những gì có trong video chỉ là một người đeo găng trắng, tay cầm một tấm đất sét có hình điện thoại. Thế nhưng, nếu cổ vật này là thật, thì câu chuyện lại cực kỳ khó hiểu. Nhất là vì sao cổ vật lại có hình dạng giống chiếc điện thoại ngày nay đến thế? Điều này chứng tỏ người tạo ra nó đã nhìn thấy một thiết bị tương tự như vậy và quyết định mô phỏng lại bằng đất sét. Và thiết bị đó từ đâu ra? Đây là câu hỏi cần được giải đáp. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về cổ vật này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Loại cây người Việt chỉ nghe đã thấy đâu, nhưng người Mexico lại nghiện ăn mỗi ngày. Xương rồng là được mọi người biết đến như một loại cây cảnh và hầu như mọi người nghĩ rằng nó không thể ăn được. Tuy nhiên ở Mexico, người ta coi đây là một loại cây bổ dưỡng và có hương vị đặc biệt. Người dân địa phương đã nghĩ ra rất nhiều cách ăn khác nhau, như là từ làm súp, salad, làm bánh, chiên, rán, nướng các kiểu. Món nào cũng đều có mùi vị rất ngon và họ ăn mỗi ngày mà không biết chán. Bề mặt của cây xương rồng có nhiều gai, nếu để nguyên mà ăn thì rất nguy hiểm. Nhưng người Mexico lại không hề sợ hãi. Sau khi hái xương rồng về, họ sẽ đeo găng tay và dùng dao lột sạch lớp gai bên ngoài, chỉ sử dụng phần thịt màu xanh bên trong. Mọi người còn nói rằng cách chế biến xương rồng rất đơn giản, chỉ cần lột lớp gai ra là xong và thỏa sức nấu nó theo cách mà mình thích. Nhiều người tò mò không biết mùi vị thật sự của nó như thế nào, nhưng chỉ nghĩ đến việc ăn xương rồng là họ đã cảm thấy sợ hãi rồi. Một trong những cách được người Mexico thường sử dụng để chế biến xương rồng, đó là nướng trực tiếp. Cách ăn không khác gì nướng thịt thông thường. Xương rồng sau khi lột vỏ sẽ ngâm sơ qua nước muối, sau đó cắt thành từng miếng rồi cho vào chảo để rán hoặc nướng trên than hoa. Theo cách này, người Mexico đang dần nghiện xương rồng và coi chúng như là một loại thực phẩm cần thiết mỗi ngày. Chính vì nhu cầu lớn như vậy mà người dân ngày càng trồng nhiều xương rồng hơn. Tuy nhiên, loại cây này chỉ thích hợp ở vùng khô nóng, nên chỉ một số ít nơi có thể trồng được. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!